Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 1. Bài 36, chia cho số có một chữ số, trang 77-78. Cô giáo mời các con quan sát tranh vẽ trong sách giáo khoa. Quan sát tranh vẽ, chúng ta thấy một bạn nhỏ đang muốn xếp những quyển sách vào hai ngăn tủ. Cô có bài toán sau. Có 26 quyển sách xếp đều vào hai ngăn tủ, hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách. 26 quyển sách của bạn nữ này, bạn ấy định xếp đều vào hai ngăn tủ. Mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách? Làm thế nào để chúng mình tính được mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách các con? Chúng ta thực hiện phép tính chia, đúng không? Chúng ta thực hiện phép tính chia 26 chia 2. Tính 26 chia 2 bằng bao nhiêu? Các con có nhận xét gì về phép chia này? Đây là phép chia cho số có một chữ số. Giả sử cô giáo có 26 khối lập phương, cô chia đều cho hai bạn. Đầu tiên thì cô sẽ chia đều 20 khối lập phương vào hai bạn và hai rổ của hai bạn, phải không? Đấy, bởi vì 26 thì gồm 20 và 6 đơn vị thì cô lấy 20 chia đều cho hai bạn. Đấy, tức là 20 khối lập phương chia đều cho hai bạn. Mỗi bạn được bao nhiêu? Mỗi bạn được 10, đúng không? Đấy, mỗi bạn được 10. Sau đó cô giáo lại lấy 6 cái khối lập phương rời này lại chia đều cho hai bạn. Mỗi bạn được mấy? Mỗi bạn được 3 khối lập phương. Đấy, như vậy là cô đã chia được 26 khối lập phương chia đều được cho hai bạn. Mỗi bạn được bao nhiêu? Mỗi bạn được 13 khối lập phương. Và bây giờ cô giáo hướng dẫn các con cách đặt tính và tính phép chia 26 chia 2. Trước tiên chúng ta đặt tính. Chúng ta viết số 26 trước, rồi viết dấu gạch dọc, viết dấu gạch ngang, viết số 2. Số 2 thẳng hàng với số 26. Dấu gạch dọc và dấu gạch ngang thay cho dấu chia. Tiếp theo chúng ta thực hiện chia 26 chia 2. Chúng ta thực hiện chia từ trái sang phải, tức là ta chia số chục cho số 2, sau đó lấy số đơn vị là số 6 chia cho số 2. 2 chia 2 được 1, viết 1. Rồi chúng ta lại nhân ngược lại, 1 nhân 2 bằng 2. Sau đó chúng ta lấy 2 trừ 2 bằng 0. Các con lưu ý, 2 nhân 1 bằng 2, 2 chúng ta phải viết dưới cái chữ số 2 mà chúng ta vừa lấy để chia ấy. 2 trừ 2 bằng 0. Bây giờ trở lại những cái khối lập phương này thì chúng ta thấy 26 khối lập phương đây, đúng không? 26 khối lập phương thì gồm 20 và 6 đơn vị. Chúng ta lấy 20 này chia cho 2 thì mỗi một bên được 1. Đấy. Như vậy còn 6 khối lập phương rời, chúng ta lại hạ xuống. Đấy, ở đây chúng ta hạ số 6 xuống. Đấy nhé, 2 trừ 2 bằng 0 đây rồi. Chúng ta lại tiếp tục hạ 6 đơn vị xuống cạnh số dư này. Sau đó chúng ta lấy 6 chia 2 được 3, viết 3. Chúng ta lại nhân ngược lại, 3 nhân 2 bằng 6. Đấy. 6 này chúng ta lại viết dưới 6 đơn vị mà lúc nãy chúng ta đã lấy để chúng ta chia. Đấy. 6 trừ 6 bằng 0. Đấy. Quay lại chúng ta nhìn 6 cái khối lập phương rời này, chúng ta chia cho 2 thì được 3. Đấy. Và 6 trừ 6, 3 nhân 2 bằng 6 và 6 trừ 6 bằng 0. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong phép chia 26 chia cho 2 bằng 13. 26 chia 2 bằng 13. Đây là phép chia hết bởi vì số dư bằng 0. Giờ chúng ta quay lại bài toán ban đầu. 26 quyển sách xếp đều vào hai ngăn. Vậy mỗi ngăn có 13 quyển sách.
Như vậy vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn các con biết cách chia cho số có một chữ số. Chia cho số có một chữ số, chúng ta có hai bước. Bước đầu tiên là đặt tính. Bước thứ hai là chúng ta thực hiện chia, chia từ trái sang phải. Bây giờ chúng mình vận dụng cách chia cho số có một chữ số để chúng ta làm các bài tập thực hành các con nhé. Bài 1, tính. Ở bài tập 1 là 4 phép tính chia. Ở bài tập đã đặt tính sẵn, bây giờ chúng ta chỉ thực hiện phép tính chia. Bài tập 1 này chúng mình làm vở ô ly các con nhé. 28 chia 2. Đầu tiên chúng ta thực hiện chia từ trái sang phải. Lấy 2 chia 2 được 1, viết 1. 1 nhân 2 bằng 2. Chúng ta viết 2 dưới số số 2 lúc nãy chúng ta lấy để chia. Hai trừ hai bằng không. Tiếp tục chúng ta hạ 8 xuống cạnh số dư. Hạ 8 xuống. 8 chia 2 được 4, viết 4. 4 nhân 2 bằng 8. Bây giờ chúng ta lại viết 8 dưới số 8 lúc nãy chúng ta đã lấy để chia. 8 trừ 8 bằng 0. Như vậy ở đây là phép chia hết, bởi vì số dư bằng mấy nhỉ? Bằng 0. 28 chia 2 bằng 14. Phép chia thứ hai, 93 chia cho 3. Chúng ta thực hiện chia từ trái sang phải. Mỗi một lần chia chúng ta lấy một chữ số để chúng ta thực hiện chia. 9 chia 3 được 3, viết 3. 3 nhân 3 bằng 9, viết 9 dưới số 9 lúc nãy để chúng ta lấy để chúng ta chia. Ta viết một cái dấu gạch ngang để chúng ta trừ. 9 trừ 9 bằng 0. Tiếp tục chúng ta hạ 3 xuống. Lấy 3 chia 3 được 1, viết 1. 1 nhân 3 bằng 3. Viết 3 dưới số 3 lúc nãy chúng ta lấy để chia. 3 trừ 3 bằng 0. 93 chia cho 3 được 31. Phép chia này cũng là phép chia hết vì số dư bằng 0. Tiếp tục 88 chia 4. Chúng ta cũng thực hiện chia từ trái sang phải. Đầu tiên ta lấy 80 chia cho 4. 8 chia 4 được 2, viết 2. 2 nhân 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Tiếp tục chúng ta lại hạ 8 xuống cạnh số dư này. Hạ 8. 8 chia 4 được 2, viết 2. 2 nhân 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. 88 chia cho 4 được 22 và có số dư bằng 0. Như vậy phép chia này cũng là phép chia hết. Phép tính chia cuối cùng, 66 chia 6. Chúng ta cũng thực hiện chia từ trái sang phải. Lấy 6 chia 6 được 1, viết 1. 1 nhân 6 bằng 6. Chúng ta viết 6 dưới số 6 lúc nãy lấy để chia. 6 trừ 6 bằng 0. 6 xuống. 6 chia 6 được 1, viết 1. 1 nhân 6 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. 66 chia cho 6 bằng 11. Phép chia này cũng là phép chia hết. Như vậy bài tập 1 vừa rồi chúng mình đã củng cố
phép chia cho số có một chữ số. Trường hợp này, ở bài tập 1 này là các phép chia hết. Bài 2, đặt tính rồi tính. Quan sát bài tập chúng ta thấy hai chú kiến khiêng một miếng dưa hấu. Trên mỗi miếng dưa hấu có một phép chia cho số có một chữ số. Bây giờ chúng mình sẽ rút các chú kiến này đặt tính và tính kết quả của các phép tính chia các con nhé. Bài tập 2 chúng mình làm vào vở ô ly. Vì bài yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính. Như vậy trước khi tính thì chúng ta sẽ đặt tính các phép tính chia này. Cô giáo có phép tính chia thứ nhất, 69 chia 3. Trước tiên chúng ta đặt tính. Chúng ta viết 69. Viết một dấu gạch ngang và một dấu gạch dọc. Thay cho dấu chia. Viết số 3 thẳng hàng với số 69. Chúng ta thực hiện chia từ trái sang phải. Mỗi lần chia chúng ta lấy một chữ số để chia. Ta lấy 6 chia 3. 6 chia 3 được 2, viết 2. Bây giờ chúng ta nhân ngược lại. 2 nhân 3 bằng 6. Bây giờ 6 chúng ta lại viết dưới số 6. Dưới số 6 lúc nãy lấy ra để chia. Viết dấu gạch ngang để chúng ta thực hiện trừ. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 9 xuống cạnh số dư. 9 chia 3 được 3, viết 3. Chúng ta lại nhân ngược lại. 3 nhân 3 bằng 9. Trừ 9 bằng 0. Như vậy 69 chia 3 được 23. Và phép chia này là phép chia hết vì số dư bằng 0. Tiếp tục cô giáo có phép chia thứ hai, 55 chia 5. Trước tiên chúng ta đặt tính. Sau khi đặt tính xong, chúng ta thực hiện chia từ trái sang phải. 5 chia 5 được 1, viết 1. Bây giờ chúng ta nhân ngược lại. 1 nhân 5 bằng 5. 5 viết dưới số 5 lúc nãy chúng ta lấy để chia. Bây giờ chúng ta trừ. 5 trừ 5 bằng 0. Hạ 5. 5 chia 5 được 1, viết 1. 1 nhân 5 bằng 5. Trừ 5 bằng 0. 55 chia 5 bằng 11. Tiếp theo, 64 chia 2. Trước tiên chúng ta đặt tính 64 chia cho 2. Ta chia từ trái sang phải. 6 chia 2 được 3, viết 3. 3 nhân 2 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 4. 4 chia 2 được 2, viết 2. 2 nhân 2 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Phép chia cuối cùng 48 chia 4. Cô giáo đặt tính. 48 chia 4. Chúng ta thực hiện chia từ trái sang phải. 4 chia 4 được 1, viết 1.
1 nhân 4 bằng 4. Bốn trừ bốn bằng không. Hạ tám, tám chia bốn được hai, viết hai. Hai nhân bốn bằng tám. Tám trừ tám bằng không. 48 chia 4 bằng 12. Như vậy các phép chia chúng mình vừa thực hiện là những phép chia hết. Bài 3, có 84 quả cà chua xếp đều vào 4 rổ, hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả cà chua. Bài toán cho chúng ta biết là có tất cả là 84 quả cà chua. Chúng ta quan sát tranh vẽ chúng ta thấy đây là 84 quả cà chua. Mẹ xếp đều vào 4 rổ, hỏi mỗi rổ này có bao nhiêu quả cà chua. Muốn biết mỗi rổ có bao nhiêu quả cà chua, chúng ta thực hiện phép tính gì nhỉ? À, chúng ta thực hiện phép tính chia. Ta lấy 84 chia cho 4. 84 chia cho 4 là phép chia cho số có 3 chữ số. Trước tiên chúng ta đặt tính này, 84 chia cho 4. Ta thực hiện chia từ trái sang phải. 8 chia 4 được 2, viết 2. 2 nhân 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Hạ 4. 4 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. 84 chia 4 được 21. Như vậy mỗi rổ có 21 quả cà chua. Bài tập 3 chúng ta làm vào vở ô ly các con nhé. Cô giáo có câu trả lời như sau. Mỗi rổ có số quả cà chua là 84 chia 4. Chúng ta vừa thực hiện bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 21 quả. Đáp số quả cà chua. Như vậy bài tập 3 vừa rồi chúng mình đã giải bài toán có lời văn và liên quan đến phép chia cho số có một chữ số. Như vậy vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn các con cách chia cho số có một chữ số. Muốn chia cho số có một chữ số, chúng ta có hai bước. Bước đầu tiên là chúng ta đặt tính. Bước thứ hai, chúng ta thực hiện chia từ trái sang phải. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.